Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn thêm về cái lắp ráp vào trong cái những cái bộ phận vào trong cụm khay lá giấy cho nó dễ dàng ha. Thì ở video trước mình cũng làm, tuy nhiên là nó hơi bị lủng củng và nó chưa có cái rõ ràng hơn để cho các bạn khi mà các bạn lắp vào để các bạn dễ dàng thuận tiện hơn. Thì khi mà lắp vào, khi mà mở ra thì mình các bạn cứ để cái phần này nè ha. Các bạn để ngửa lên vậy, như thế này, các bạn để thẳng như vậy. Thì ở đây có cái cây sắt thì nó sẽ nè. Ở đây nó có hai cái khắc này. Ha. Thì cái khắc nào dài thì các bạn chị đưa vào trong và cái khắc nào nó ngắn hơn, cái phần này nó ngắn hơn thì các anh chị đưa ra ngoài như thế này. Để chúng ta để như thế này. Đối với cái phần này, cái phần mà cái để gắn cái lu lô lấy giấy nè thì chúng ta sẽ để như thế này. Đó, chúng ta để trước. Và khi mà chúng ta lắp vào á, các anh chị thấy đấy là khi chúng ta lắp vào ha, thì cái bộ phận đè này nè. Đây nè. Đó thì nó sẽ nằm ở trên cái phần này. Cái phần này nó sẽ nằm ở trên phần này. Cái phần cái cò này và nó sẽ như thế này. Đây, nó như thế này, các anh chị để chú ý nha. Rồi chúng ta sẽ đưa ra thế này. Rồi, tiếp đến đây là cái phần này. Cái phần này là nó hơi lủng củng nè, đây là khi mà đối với cái mặt á, cái mặt một chiều á, chúng ta sẽ đưa vào phía trong. Phía trong có cái motor là chúng ta phía trong. Và khi mà chúng ta đưa xuống á, thì cái phần này, cái phần gá này nó sẽ nằm ở trên, ở đây nó có một cái sắt thì chúng ta sẽ gá nằm trên này. Các chị đưa cái nhông một chiều này nè, của cái cây trung gian chúng ta đưa vô đây, chúng ta để vậy. Tiếp đến các bạn xỏ cái cây này vào nè. Đó, chúng ta để hình dung vậy. Rồi sau đó các chị đưa cái này vào trong cái lỗ này. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái lỗ này vào trong cái lỗ này. Đây, cái phần này vào trong cái lỗ này nè. Để giờ là chúng ta cho tiện ha. Rồi đến, tiếp đến là các anh chị sẽ sử dụng cái phốt đồng hai bên, các anh chị gắn vào. Và cái phốt này nó cũng vậy. Rồi sau đó các anh chị dùng cái khoe, các anh chị bấm cái khoe này lại. Rồi tiếp đến các anh chị dùng cái khoe, các anh chị bấm phía bên đây. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng hai cái lò xo để chúng ta gắn vào. Thì đây nè, nó có một cái móc lò xo ở đây, chúng ta sẽ đưa vào đây nè. Và một cái là chúng ta sẽ đưa phía dưới đây, các anh chị sẽ thấy cái móc lò xo phía dưới đây. Và cái móc lò xo này chúng ta sẽ đưa thêm cái móc lò xo này vào nữa. Sau đó chúng ta kéo lò xo chúng ta để lên này. Rồi như vậy thì chúng ta, nếu mà các anh chị để theo chiều này chúng ta định hướng xong chúng ta sẽ làm thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Ở đây nó có hai cái lò xo, các anh chị gắn hai cái lò xo này vào. À, cái phần cái cây này nó sẽ đè lên cái này và cái này nó sẽ gá trên cái phần này. Rồi như vậy thì chúng ta đã lắp xong cái bộ phận để lấy giấy ha. Bộ phận lấy giấy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào. Thì đây nó, ở đây nó có cái khuy xéo nè, vừa qua mình có nói đó. Cái video trước có nói rồi, chúng ta sẽ đưa vào thôi.
đó là phần thứ nhất chúng ta đã làm xong. Ta gắn cái bệ của cái cụm lấy giấy này. Đó là những cái cách mà mình nghĩ nó sẽ nhanh hơn khi các bạn định hướng được. Rồi tiếp đến là cái phần thứ hai là phần lắp mấy cái nhông vào. Thì ở đây là các anh chị sẽ thấy đây là nó có những cái phần mặt ngoài của cái nhông một chiều hết. Thì chúng ta sẽ đưa ra phía trước. Chúng ta sẽ đưa ra phía trước này ha. Thì đây nó có 6 con nhông. Rồi. Bây giờ các anh chị sẽ thấy nè, đây cái con nhông mà nó có răng nè, nhông hai tầng nó có răng thì nó sẽ nằm phía này. Nó sẽ nằm đây nha, các anh chị chú ý nè. Thì nằm đây rất là nhanh. Còn cái nhông này nó có cái đầu dài này thì nó nằm ở phía trên này. Rồi, tiếp đến đó là cái con nhông nhỏ này nó có cái mặt này thì chúng ta sẽ đưa vào phía trong. Tiếp đến thứ hai, đây là cái con nhông lớn mà nó không có gì hết à. Nó tàn nè. Chúng ta đưa vào trong. Và cái kế tiếp nữa đó là chúng ta sẽ đưa con nhông để giữ hai con nhông này, chúng ta sẽ đưa vào. Rồi, cái con nhông này, tức là cái con nhông này nó sẽ gắn cái dây cua ro. Thì cái phần nè, gắn dây cua ro nè, các chị sẽ đưa ra phía ngoài. Cái phần này nó có hai phần, phần khác to hơn và phần khác nhỏ hơn ha. Phần khác to hơn các chị đưa vào phía trong là xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn dây cua ro nữa là xong rồi đó. Rồi, bây giờ các chị thấy nè, đó. Thôi chúng ta mình nghĩ cái nếu mà cách này thì các anh chị sẽ làm nhanh hơn, khi các anh chị sẽ thấy cái góc nó rõ hơn ha. Rồi như đó là cái phần thay xong cái bộ nhông để ráp cho nó nhanh hơn, thì mình nghĩ nó sẽ giúp cho tất cả các bạn hình dung được cách ráp sao cho nó nhanh, và cái mình sẽ để những cái bộ phận cho nó trùng khớp với nhau, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp vào thôi ha. Rồi, video của mình chia sẻ tới đây là hết ha. Chúc tất cả các bạn thành công nha.